Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30 tháng 4, một khối không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía bắc nước ta. Dự báo gần sáng mùng 1 tháng 5, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4 cấp 5 Có mưa rào và rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc Và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu Kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m Nên từ đêm 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 Ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An Có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa to Với lượng mưa từ 15-30mm đến 30mm, Có nơi trên 50mm Nhờ không khí lạnh và mưa Từ mùng 1 tháng 5 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình và Quảng Trị. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh do tổ hợp hình thế thời tiết không khí lạnh, hội tụ gió trên cao và áp thấp nóng tương tác với nhau. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo sau đợt không khí lạnh yếu này, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trước khi chuyển mưa rông, miền Bắc và nhiều khu vực khác trên cả nước đã liên tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, thậm chí có nơi trên 42 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh đợt nắng nóng khốc liệt ở miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu hạ nhiệt từ mùng 1 mùng 2 tháng 5. Từ mùng 3 tháng 5, nắng nóng có thể gia tăng nhưng không gây gắt bằng những ngày qua. Ngoài ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và tối, nắng nóng suy giảm. Tuy nhiên, riêng khu Tây Bắc từ ngày mùng 3 tháng 5 có thể xuất hiện nắng nóng trở lại.